Xin chào các bạn, hôm nay Mr. Lộc TV sẽ nói về điều gì? Mr. sẽ nói về chủ đề câu chuyện người đàn ông ăn mày cuộc sống dưới gầm cầu. Những con người từ mọi tầng lớp khác nhau với mỗi câu chuyện. Nhưng câu chuyện của người đàn ông ăn mày là chuyện đáng chú ý để chúng ta nói về cuộc sống của họ như thế nào. Nào chúng ta cùng xem bộ sưu tập ảnh câu chuyện của Mr. Lộc TV. Nào xin mời bạn nhấn subscribe ủng hộ kênh chúng tôi. Khi tôi ngồi góc cầu nối dài, tôi ngẫm nghĩ thời gian trôi qua chưa, để tôi tiếp tục sống với những ngày còn lại, khi cơn mưa rơi xuống. Tôi cảm thấy mình lạnh như trong tim, khi nước mắt tôi rơi từng giọt bên trong, thì tôi lại muốn sống cho qua những ngày tôi không nhà. Không người thân cận bên mình vì tôi không còn gì để được trân trọng điều đó, tôi bước đi con đường nước mưa còn đọng lại, và quần áo tôi khô ráo dần với cơn gió thổi ngang qua. Khi tôi đi và ngồi xuống nhìn vũng nước thấy hình bóng dáng gương mặt của mình và tôi chỉ tay xuống vũng nước và nói với lòng mình, liệu mình đi xin? Ai cho nữa không khi mình không còn gì ngoài sức khỏe, không tôi không nên làm điều đó nữa, tôi còn sức là còn làm được việc và làm bất cứ điều gì, để thay đổi cuộc sống của mình. Chỉ cần có sức khỏe là được, khi tôi nghĩ đến lạc quan hơn cho mình, thay đổi tiếp tục hành trình của mình phải vượt qua sự gian khổ của mình mà vươn lên chính mình. Tôi quay về nơi tôi trú ngụ của mình, nhúm lửa cho đỡ cơn gió lạnh, vì áo còn ướt đẫm tôi hơ lửa để khô ráo quần áo của mình, vì tôi chỉ còn một bộ này thôi. Tôi chìm giấc ngủ trong bụng còn đói, tôi cố gắng ngủ để quên đi cơn đói bụng. Và tôi thức dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo và kiếm việc gì làm cho mình rồi đi bốc vác là may mắn cho mình khi bắt đầu lại cuộc đời cho mình, trong cuộc sống chúng ta. Ai cũng lo sợ mình không thay đổi được bản thân, chính vì sự tự ti và mặc cảm xã hội nhiều tiêu cực hơn thua địa vị, thì rất khó sẻ chia cho người gặp khó khăn cho họ, dù điều gì đi chăng nữa. Chúng ta sống ở xã hội cộng đồng dù chúng ta chia sẻ không nhiều, cũng có ít gì chia sẻ cho họ thêm động lực và tạo cơ hội cho họ thay đổi bản thân được tốt hơn. Chúng tôi chia sẻ cuộc sống thực tế này là câu chuyện dựng lại, bởi nghệ thuật câu chuyện của Mr. chúng tôi xây dựng và cộng tác cùng model photo Nguyễn Viết Hải nói lên câu chuyện. Của tác giả Mr. Lộc TV siêu tầm, chúc các bạn vui vẻ và thay đổi bản thân được tốt hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Listen to you, Mr. CV. Yes, sir.